thưa quý vị Sài Gòn ước mở có thể giãn cách xã hội đến tháng giêng năm 2022 bằng tin của báo Người Việt giới chức Sài Gòn cho biết đang xây dựng dự thảo về tổ chức giao thông từng giai đoạn mà theo đó đến tháng giêng năm 2022 sẽ xem xét dự báo tình hình và đưa ra những bộ tiêu chí an toàn cho các hoạt động Báo VN Express cho biết tối 15 tháng 9, trong cuộc họp trực tuyến hàng tuần của Bộ Giao thông Vận tải với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Giao thông các tỉnh thành phố về việc vận tải lưu thông hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông ở Sài Gòn cho biết đang xây dựng dự thảo về tổ chức giao thông từng giai đoạn và tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch trong lĩnh vực vận tải. Theo đó, từ nay cho đến cuối tháng 9, Sài Gòn vẫn giữ nguyên tình trạng phong tỏa. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 10 có thể tạm thời chia 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là đến hết tháng 10, giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 11 đến 15 tháng Giêng năm 2022 và sau ngày 15 tháng Giêng năm 2022 thì điều chỉnh. Xong, mọi vấn đề phụ thuộc vào diễn tiến dịch bệnh. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét dự báo tình hình và đưa ra những bộ tiêu chí an toàn cho các hoạt động trong đó có vận tải. Trong cuộc họp, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông, yêu cầu các sở trực thuộc ngăn chặn quyết liệt hơn hiện tượng các phương tiện có giấy nhận diện ưu tiên để chở người và hàng hóa trái phép. Sở Giao thông phải tăng cường công tác quản lý, quán triệt, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải và lái xe có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp lái xe cố tình vi phạm. Trước đó, kết luận tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 vào chiều ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, thừa nhận công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua đã bộc lộ những điểm yếu, do đó thành phố cần sớm khắc phục đối với hệ thống y tế, cần điểm lại, đánh giá và sắp xếp hệ thống y tế cơ sở từ trạm y tế phường xã đến trung tâm y tế quận huyện, bệnh viện cấp thành phố trung ương vân v, v nói với truyền thông về tình hình điều trị bệnh nhân covid-19 tại Sài Gòn, ông Ninh cho biết hiện tại trung tâm hồi sức cấp cứu, tầng điều trị thứ hai, thứ ba còn nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Việc cấp bách của thành phố hiện tại là tăng cường hỗ trợ cho các đơn vị này để cứu chữa cho bệnh nhân. Nói về việc mở cửa trở lại các hoạt động, khôi phục các hoạt động kinh tế, ông Ninh cho biết chung chung, phương châm của thành phố là không quá chậm chạp so với yêu cầu thực tiễn khi có cơ hội, nhưng không chủ quan nôn nóng thực hiện từng bước.